Kính chào tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thương. Hôm nay Nguyên đã quay trở lại chương trình. Và đầu chương trình cho Nguyên cảm ơn tất cả các quý vị đã ủng hộ những chương trình của Nguyên thực hiện vừa qua. Và chắc là cô chú anh chị em cũng đã thấy sau lưng Nguyên có một cái bát rau khá là rực rỡ đúng không? Cho Nguyên giới thiệu. Đây là căn nhà cổ của Đan Mạch. Cô chú anh chị em, những loại nhà cổ của Đan Mạch thường là người ta hay sơn những cái màu khá là rực rỡ. Cái nhà này xây cũng được một thời gian khá dài rồi. Những nhà như thế này người ta xây bằng cây của chú anh chị em và đất sét. Cái đỏ đỏ đó là đúng ra là xây truyền thống ngày xưa là đất sét. Và những cái đen đen là cái cây. Thì đây là trong những cái nhà cổ của Đan Mạch. Và hiện bây giờ cái này trở thành một cái museum nhỏ. Sẵn tiện ở đây có một cái phong cảnh bắc rau đẹp như thế này thì Nguyên lợi dụng để chia sẻ thông tin cùng tất cả cô chú và anh chị em. Vậy là các quý vị sẽ nhận được thông tin sôi động của ngày hôm nay mà các cô chú anh chị em cũng nhìn được phong cảnh đẹp, một cái nét văn hóa của đất nước Đan Mạch mà Nguyên muốn chia sẻ. Bản tin của ngày hôm nay khá là sôi động, bản tin nào cũng là bản tin nhức nhối có 102. Cô chú và anh chị em, những bản tin quá thật là chấn động mà không thể bỏ lỡ được. Và bây giờ chúng ta đã biết được Vương Nghị đến Việt Nam với mục đích gì. Các quý vị cũng biết mà, hiện bây giờ ông Vương Nghị còn đang ở Việt Nam. Ông ta ở tính 2 ngày lận. Sau ngày 12 Tây, ông ta mới rời khỏi Việt Nam và sẽ qua đất nước láng giềng, đó là Campuchia. Ngoài ra thì chúng ta lại có một người khá là đặc biệt, đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nhật Bản cũng đã đến Việt Nam. Hiện bây giờ nó thật sự với cô chú anh chị em, tại sao hai quốc gia này là hai quốc gia thù địch và họ đang căng thẳng vừa qua thì đến Việt Nam trong cùng một lúc? Vậy thực sự họ đến Việt Nam với mục đích gì? Họ đang cần Việt Nam làm cái gì? Và đây là trong những diễn đàn khá là sôi động. Ngoài ra thì các cô chú anh chị em cũng biết được có một sự kiện khác, đó là sự kiện của chống dịch. Vừa qua chúng ta cũng biết là cách chống dịch của Việt Nam thì đã bị những tờ báo trên thế giới họ lên tiếng là Việt Nam đã biến thành một cái nhà tù lộ thiên, là một cái nhà tù không có nóc. Thì ngày hôm nay chúng ta lại có vài tờ báo khác họ nói về cái sự chống dịch và họ lên án cái sự có thể nói là tàn nhẫn chống dịch của Việt Nam đã làm cho thiệt hại người dân như thế nào. Đây thêm vài tờ báo đã bắt đầu lên tiếng về vấn đề chống dịch của Việt Nam. Việt Nam đã trở thành một tâm điểm mà người ta đang so sánh và người ta đang tức giận thay thế cho người dân ở trong đất nước. Ngoài ra thì cô chú anh chị em, với những khuôn mặt rất là sáng chói mà hiện bây giờ là tâm điểm mà cả thế giới đang chú tâm, đó là hai nhà lãnh tụ tối cao. Một bên là Hoa Kỳ, một bên là Tàu Cộng, Tập Cận Bình, Joe Biden. Vừa qua hai vị nguyên thủ quốc gia này có sự đàm thoại kéo dài tới 90 phút. Và ông Tập Cận Bình có nói một câu mà hiện bây giờ báo chí đang đăng mà Nguyên cũng muốn chia sẻ. Ngoài ra thì Nguyên cũng muốn cập nhật về cơn bão Conson. Một cơn bão nó vào bữa nay vào đất nước Việt Nam. Chúng ta có vài bản tin cũng khá là vui. Đặc biệt là bản tin liên quan đến vaccine nữa. Thì đây là những bản tin khá là sôi động mà các quý vị sẽ không nên bỏ lỡ. Và trước khi vào đề tài thì cho Nguyên kêu gọi các cô chú anh chị em tìm cho mình một cái nơi nào đó ngồi thoải mái một chút xíu, nghe những bản tin thời sự nóng bỏng, hấp dẫn, ly kỳ do Nguyên thực hiện nha. Và đầu tiên để không mất mất thời gian của các quý vị, để cho Nguyên chia sẻ như thế này. Nguyên lấy cái sự việc mà tại sao ông Vương Nghị đến Việt Nam với mưu đồ gì. Đầu tiên thì Vương Nghị đến Việt Nam là chúng ta cũng đoán được vài phần là ông ta sẽ tặng vaccine. Ông ta đã tặng 3 triệu liều vaccine thêm cho Việt Nam. Đây không phải là tin vui, đây là tin đáng buồn. Chúng ta nhận quà mà chúng ta buồn. Bởi vì người dân Việt Nam không ai muốn chích vaccine của Tàu Cộng. Bởi vì chính quyền Việt Nam đang ép dân sử dụng vaccine của Tàu. Nhưng người dân Việt Nam không ai muốn chích. Đặc biệt cái tức tối của người dân Việt Nam là chúng tôi không thiếu vaccine. Theo cái nguồn tin vui cho biết được là theo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam, từ đây đến cuối năm, chúng ta đã vào tháng 9, cuối năm là còn chỉ có 3 tháng nữa thôi. Thì từ đây đến cuối năm Việt Nam sẽ có 103 triệu liều vaccine. Các quý vị 103 triệu liều vaccine. Mà trong thời gian vừa qua Việt Nam được sự viện trợ tất cả có nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Hoa Kỳ, Tàu Cộng, Nga, Poland, Bỉ, Pháp, Ý, Đức, Nam Hàn. Có thể nói là nhiều quốc gia mà Nguyên không thể đếm xuể được.
thì Việt Nam đã có 37 triệu liều vaccine vừa qua ở tại Việt Nam. 37 triệu liều đã đến Việt Nam rồi, phải nói là chính xác đã đến Việt Nam. Vậy con số chính thức tổng cộng lại là Việt Nam, cô chú anh chị em, 103 với 37 là 140 triệu liều. Nếu chúng ta tính một người phải tiêm 2 mũi, vậy là cô chú anh chị em chúng ta có 70 triệu liều vaccine. Vậy là chúng ta đã đạt tới 70%. 70% dân số. Nếu chúng dân số chúng ta 100% mà chúng ta trừ đi trẻ em, tại vì trẻ em đâu cần phải chích, thì các vị cũng biết là chúng ta chích gần hết cho dân rồi. Nên quá thật, người Việt Nam chúng ta không thiếu vaccine. Nên là 3 triệu liều vaccine của Tàu, nó thật muốn đuổi Tàu trả lại cho Tàu. Nhưng chính quyền của Việt Nam thì sẽ nhận, mà còn nhận một cái món hàng mà chúng ta sẽ không muốn xài, mà còn phải cảm ơn nữa, phải mang ơn mang nghĩa nữa. Nhưng không phải là mục đích chính của ông Vương Nghị đến Việt Nam. Cái mục đích chính của ông Vương Nghị đến Việt Nam là bởi vì vừa qua cái bà phó tổng thống Kamala Harris, hay là mình kêu là Kamala Harris đó, tên của bà là vậy nhưng mà nguyên kêu là Kamala Harris, bà đến Việt Nam mà bà níu kéo Việt Nam đứng về phía của Hoa Kỳ. Nên ông Vương Nghị đến Việt Nam để mục đích là răn đe Việt Nam rằng đừng xen vào chuyện của Biển Đông. Nên vừa qua ông ta có nói với phía bên ngoại giao, và ông ta nói như thế này: Vương Nghị nói rằng mong Việt Nam tránh xa ra sự tranh chấp ở tại Biển Đông. Cô chú và anh chị em, làm sao chúng tôi tránh xa được? Hiện bây giờ Biển Đông chủ quyền của chúng tôi bị các anh chiếm lãnh, mà tại sao kêu chúng tôi tránh xa ra sự tranh chấp? Khi ông Vương Nghị chưa đến Việt Nam thì Tàu Cộng đang tập trận ở tại Biển Đông, bắn đạn thật và uy hiếp người dân. Gần đây nhất của chú anh chị em về tình hình của Biển Đông, thì phía bên Tàu Cộng, khi Tàu Philippines đã vào trong phạm vi Biển Đông, thì Tàu Cộng kêu là báo cáo. Nhà ngoại giao Philippines nói một câu: đây là biển của tôi, không nói gì hết, cúp. Người Philippines là có một sự khẳng định về chủ quyền, nhưng chính quyền Việt Nam thì không dám lên tiếng. Ngày hôm nay ông Vương Nghị đến Việt Nam là kêu Việt Nam tránh ra ra sự thị phi đang tranh chấp ở Biển Đông. Nên lý do đó mà cái hiện diện của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nhật Bản, tại sao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến Việt Nam mà không phải là Bộ Ngoại giao? Bởi vì hiện bây giờ của chú anh chị em cũng biết tình hình ở Biển Đông mà đang vô cùng nóng bỏng. Hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đã đến, rồi đem theo những máy bay tàng hình nữa. Lực lượng quân sự của Úc Châu, của Ấn Độ đang tập trận. Nhiều quốc gia khác đang tham gia vào. Biển Đông đang sôi động. Và hiện bây giờ người ta cần cất tiếng nói chung những ai có chủ quyền tranh chấp, trong đó có Việt Nam, Philippines, Việt Nam, Malaysia. Cô chú anh chị em, có những quốc gia đang có chủ quyền tranh chấp cần cất tiếng nói chung để bắt bỏ cái lưỡi bò của Tàu Cộng. Thì ông Vương Nghị đến đây để uy hiếp Việt Nam mà thôi, chứ chẳng có một cái lòng tốt gì cả, và kêu Việt Nam phải tránh ra sự thị phi này. Thì Nhật Bản ngược lại để níu kéo Việt Nam và muốn Việt Nam cất tiếng lên để bảo vệ chủ quyền. Bởi vì người Nhật với Việt Nam đang có sự tranh chấp trực tiếp với chủ quyền của Tàu Cộng. Đặc biệt gần đây nhất là một văn bản cụ thể một người viết về sách về lịch sử của Tàu. Một văn bản về đời nhà Thanh. Đời nhà Thanh đã từ chối Hoàng Sa là Trường Sa là lãnh thổ của họ từ đã đời nhà Thanh. Nên sự hiện diện của ông Vương Nghị của phía bên Nhật Bản nữa đang làm cho một sự nổi lửa tranh chấp rất là lớn. Thì các cô chú anh chị em cũng biết rồi, tất cả trong một cái giai đoạn căng thẳng chính trị ngày hôm nay, đất nước Việt Nam trở thành một tâm điểm mà người ta cấu xé, và họ muốn Việt Nam đứng về và đứng lên nói chuyện. Phía bên Tàu Cộng thì muốn Việt Nam im miệng lại. Hoa Kỳ và Nhật Bản thì muốn Việt Nam cất tiếng nói lên. Người dân thì cho Nguyên nói thẳng, Nguyên không dám đại diện cho người dân, nhưng cá nhân của Nguyên muốn Việt Nam cất tiếng nói lên. Mà Nguyên tin rằng có rất là nhiều người giống như Nguyên. Người dân muốn cất tiếng nói lên là chủ quyền Trường Sa là Hoàng Sa là của Việt Nam chúng tôi. Các quý vị có đồng ý với Nguyên không? Đó là cái vấn đề của ông Vương Nghị đến Việt Nam, mục đích là kêu Việt Nam phải im miệng lại, tránh ra sự thị phi. Nhật Bản đến Việt Nam là kêu Việt Nam phải cùng Nhật Bản đứng lên mạnh mẽ hơn. Bây giờ cho Nguyên nói vài tin vui đi. Chúng ta đi một cái tin có thể là bực bội. 3 triệu liều lễ phiên là chúng ta đã ghét rồi.
rồi biết là cái mưu đồ của ông ta đến với mục đích gì là chúng ta càng ghét hơn nữa. Tin vui là cái cơn bão Conson nó đã giảm bớt đi. Tối nay nó sẽ vào miền Trung, nó không đến Hà Nội, miền Bắc mà nó đến vào miền Trung. Hình như là miền Trung lúc nào cũng hứng chịu những cái cơn bão lũ lụt cả. Thì sẽ đến miền Trung, cô chú và anh chị em. Và nó đã giảm bớt đi khá nhiều. Tốc độ gió có khoảng còn 80 hay đến vào lúc khoảng còn 70. Chỉ là mưa thì có mưa, lượng nước mưa khá lớn, cũng chúng ta cũng phải nên cẩn thận. Nhưng cái may mắn thay là cái cơn bão nó đã giảm bớt rất là nhiều so với những gì mà những nhà chuyên gia khí hậu đã dự đoán trước. Vậy là chúng ta cũng là may, chỉ cần chịu qua được một ngày thì cái cơn bão nó sẽ giảm bớt nhiều hơn nữa. Thì cái sự thiệt hại hay là ca tử vong nguyên nghĩ nó cũng sẽ không đến mức độ. Đó là nhờ sự cầu nguyện của chúng ta trong thời gian vừa qua. Bởi vì vừa qua cô chú anh chị em cũng biết được là theo những dự đoán của chúng ta là nó sẽ tàn phá khủng khiếp lắm. Và phải cần di tản gần cả triệu người, 700 mấy ngàn người và có thể tăng lên cả triệu. Nhưng bây giờ đến ngày hôm nay thì nó đã giảm bớt dần đi rồi. Đầu tiên là cấp 13, bây giờ nó còn cuốn cấp 8, cấp 9, cấp 10. Và đến tối nay có thể nó còn có cấp 8 thì nó là cái sự thiệt hại của nó sẽ không đến mức độ nào đó. Nhưng tất nhiên nó cũng sẽ đem tới một sự tai hại. Nhưng nó không đến tới mức độ phải khủng hoảng. Nhưng đó là cũng sợ sự cầu nguyện và sự bận tâm. Đó là ông trời còn thương xót dân tộc chúng ta trong một cái bối cảnh dịch bệnh nó đang còn hoành hành. Và mọi sự việc nó vô cùng phức tạp. Để cho cô chú anh chị em đó là cái tin vui đó. Đó là cái tin vui về cơn bão để cho các quý vị biết được. Ngoài qua trong cái bối cảnh và cái tình hình như thế này thì các cô chú anh chị em cũng biết là giãn cách xã hội là một thời gian rất là dài vừa qua. Nó thật sự đó là một cái giãn cách xã hội tồi tệ nhất. Nên lý do đó mà vừa qua báo chí trên thế giới người ta lên án Việt Nam. Việt Nam trở thành một tâm điểm để người ta lên án. Gần đây thì Nguyên cũng có chia sẻ các quý vị đó là Việt Nam đã bị người ta lên trên tờ báo và người ta kêu rằng là Hà Nội đã biến thành một cái nhà tù lộ thiên. Họ, đặc biệt là cái bài của họ đăng là đăng ngay trong cái ngày 24 tháng 9, ngày lễ ở tại Việt Nam. Họ đang chỉ trích đất nước Việt Nam mà họ nói không sai một chút nào cả. Mà không riêng biệt về Hà Nội, cả toàn cầu, xin lỗi, cả toàn đất nước Việt Nam đã biến thành một cái nhà tù. Thì mình nghĩ là cái việc đó đã qua rồi, việc đó sẽ không ai nhắc lại. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ lại có thêm rất là nhiều tờ báo của Anh Quốc, tờ báo của Pháp, tờ báo của Bỉ, tờ báo của Đức. Họ đã phản ảnh và họ đã chỉ trích Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Sự hành động của Thủ tướng đem quân đội vào cuộc, ép người dân nhốt ở nhà chống dịch, đã làm cho thiệt mạng rất là nhiều người. Và đã làm cho cô chú và anh chị em biết bao nhiêu người dân phải đổi khác. Và họ lên án cái sự hành động của chính quyền Việt Nam là một hành động tàn bạo, vô nhân đạo, thiếu đạo đức và thiếu nhân quyền. Dùng chánh dịch kiểu này không khác gì đang giết dân. Và họ đang lên án cái hành động của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Thì các quý vị cũng biết rồi. Họ còn nêu lên rằng là đợt trước, đợt đầu tiên Việt Nam là chống dịch number one. Họ rất là ca ngợi sự chống dịch của Việt Nam. Nhưng đợt này họ không thể ca ngợi được. Và họ cho là cái hành động của Việt Nam là hành động tàn ác, thiếu nhân đạo. Và nó thật, đối với Nguyên, chống dịch vừa qua nó thất bại vô cùng. Chống dịch vừa qua, có thể là Việt Nam áp dụng theo cái lần đầu tiên không có nghiêm khắc. Nguyên có thể là tốt hơn. Bởi vì khi họ đem quân đội vào cuộc, mọi sự việc nó rối bời hết. Người dân đã không được sự đi chợ được tự do, mất đi cái nguồn, có thể nói là tự mình có thể đi chợ mua đồ được và giao cho một người khác, nó thất bại y chề, làm cho cái khủng hoảng của kinh tế. Các quý vị cũng biết mà, mấy ngày gần đây Phạm Minh Chính phải đối đầu rất là nhiều về sự chỉ trích qua nhiều tập đoàn công ty trên toàn cầu. Nhiều tập đoàn công ty trên toàn cầu họ nói rằng nếu chính quyền Việt Nam không có một cái biện pháp hữu hiệu, hữu hiệu đây không phải là chống dịch đâu nha, cái hữu hiệu của họ là nhất trí về lực lệ. Họ quá nhức đầu về Việt Nam, lực lệ thay đổi không ngừng. Bữa nay thay đổi như thế này, ngày mai thay đổi kiểu khác. Họ quá mệt mỏi với cái lực lệ của Việt Nam như thế. Họ muốn Việt Nam phải thống nhất một lần để họ biết, để họ tính toán của tương lai. Bữa nay Việt Nam đổi giấy tờ này, ngày mai Việt Nam đổi giấy tờ kia, ngày mai thì ba tại chỗ, ngày mai thì cái lực lệ, làm họ quá mệt mỏi, làm cho họ lắm mất
doanh thu của họ rất là nhiều. Doanh thu là một chuyện, mà phiền phức giấy tờ là một chuyện khác. Nên vừa qua 18 tập đoàn lớn của nước ngoài đã gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Và họ đã lên án về những cái hành động của chính quyền Việt Nam đã làm khó khăn cho doanh nghiệp. Và họ nói rằng nếu tiếp tục, họ sẽ đồng loạt rút chân ra khỏi Việt Nam. Nếu chính quyền Việt Nam không thống nhất, không thay đổi, thì chỉ có nước đi ăn mày mà thôi. Thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã năn nỉ, phải nói dùng chữ năn nỉ, và hứa hẹn với họ rằng là Việt Nam sẽ thay đổi lại. Theo một nguồn tin chính thức cho biết, thời gian sắp tới chỉ có mật mã duy nhất QR mà thôi, một mật mã duy nhất. Tất cả hệ thống chỉ có một mật mã. Khám bệnh cũng vậy, tất cả cái gì nó nằm trong cái mật mã QR này hết. Tiêm vaccine, giấy thông hành vân vân nằm trong cái mật mã này hết. Không rơm ra giấy tờ nữa. Đây là Thủ tướng Phạm Minh Chính và ưu đãi cho những doanh nghiệp của nước ngoài để cho họ có thể vẫn tiếp tục ở tại Việt Nam mà không bỏ chạy. Cô chú anh chị em, hiện bây giờ doanh nghiệp của Việt Nam mà các quý vị có nghe những bản tin và về kinh tế mà Nguyên phân tích đó. Bây giờ các quý vị coi, Mũi Né bây giờ nè, ở tại Mũi Né, những có thể nói là những nơi du lịch đó, đầu tư vào du lịch đó, những nhà khách sạn lớn đó, phá sản hàng loạt. Phá sản hàng loạt. Nhiều doanh nghiệp bây giờ phá sản hàng loạt. Bởi cách chống dịch của Việt Nam, chúng ta không thể đóng cái nền kinh tế. Kinh tế vẫn phải, bộ máy chống dịch là chống dịch, kinh tế vẫn phải phát triển, chúng ta phải đi đôi. Nhưng chính quyền Việt Nam đã không làm chuyện này trong thời gian vừa qua, mà chỉ chú tâm chống dịch. Mà khi chống dịch thất bại thì kinh tế nó lại sụp đổ. Hiện bây giờ có nhiều nơi lĩnh vực du lịch đang rớt vào trong trạng thái bế tắc. Và cô chú anh chị em đã thấy rõ được, hiện bây giờ thì cả thế giới lên án biện pháp Việt Nam tránh dịch. Thương mại thì lên án Việt Nam đã không có nguyên tắc về giấy tờ. Người Tây phương người ta có nguyên tắc lắm. Giấy tờ nào có một giấy một à. Chứ không giống Việt Nam, muốn thay đổi, muốn thích thì đổi. Đổi theo giống như mặc quần áo vậy, cô chú anh chị em. Bữa nay thì trời lạnh thì mặc áo phát vào. À, không thích thì cởi ra, muốn thay đổi lực lại tùy theo mình thích. Người Tây phương họ không chấp nhận sự việc đó. Đó là vấn đề của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bị thế giới người ta bêu xấu. Cô chú anh chị em, không có gì tốt đẹp cả. Việt Nam trong thời gian vừa qua được là một cái quốc gia được người ta cho là một cái ngôi sao chống dịch. Bây giờ bị cho người ta xếp hạng tệ nhất và người ta còn lên án nữa. Và người ta cho rằng đây là một chống dịch tàn bạo nhất, đang giết dân giết mòn. Không sai chút nào cả. Không sai chút nào. Nguyên không biết các quý vị có nhục hay không, chứ Nguyên thì nhục lắm. Nguyên thì nhục lắm. Nhục như con cá nục. Ngoài ra thì có một sự khác cũng khá là quan trọng. Rồi trước đó Nguyên sẽ quay trở lại chút xíu về vấn đề của Việt Nam sau. Cái vấn đề quan trọng đó là hai nhà lãnh tụ tối cao. Hiện bây giờ các vị cũng biết mà, những khuôn mặt mà đáng sợ á, trên trái đất này chỉ có vài khuôn mặt mà thôi. Mà những quốc gia mà có thể có tiếng nói mạnh mẽ chỉ có ba quốc gia duy nhất: Hoa Kỳ, Tàu Cộng và Nga. Đúng không? Và trong thời gian vừa qua thì sự tranh chấp, xung đột giữa Hoa Kỳ và Tàu Cộng thì các quý vị Nguyên nghĩ ai cũng biết hết. Bởi vì sự đấu đá với họ, chiến tranh về kinh tế đã kéo dài một thời gian cả mấy năm. Và chứ không phải là một ngày một bữa. Và họ chưa giờ buông tay, lại bắt giờ căng thẳng ở tại Biển Đông mà các quý vị đã thấy rõ rồi. Bây giờ của chú anh chị em, nên lý do đó mà ông Joe với ông Tập, hai ông này thì Nguyên nói thật, họ dù sao cũng là quen biết lâu đời. Joe với Tập đã từng gặp mặt với nhau ở tại Washington. Joe Biden đã từng có thể nói là khoe với người ta rằng là tôi với ông Tập đã cùng ở nhau 3 ngày trời liên tục. Nên vừa qua cái sự đàm thoại giữa ông Joe và ông Tập đã kéo dài đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ, tổng cộng là 90 phút. Nguyên không biết hai người này nói cái gì mà nói quá trời, nói đến 90 phút. Theo những nguồn tin ở tại Tòa Bạch Ốc cho rằng là ông Joe Biden có nêu lên một cái vấn đề về nguồn gốc con siêu vi khuẩn. Còn ông Tập thì đánh trống lảng không trả lời về vấn đề này. Đó là cái nguồn tin trong Tòa Bạch Ốc. Thật hư như thế nào chúng ta không biết. Nhưng có một sự thật
ông Tập có nói một cái câu này. Ông Tập nói câu này: nếu Hoa Kỳ và Tàu Cộng tiếp tục đánh chiến tranh, đánh về thương mại hay là đấu đá với nhau, xôn đột về quân sự, thì thế giới này sẽ khổ. À, chúng ta nghe cảm giác là ông Tập đang thương thế giới này, đang thương nhân loại này, đúng không? Nhưng có thật gì hay không, cô chú và anh chị em? Nếu Mỹ và Tàu Cộng xôn đột, thế giới này sẽ khổ? Không, chưa chắc. Cái thế giới này khổ đối với Nguyên là khi ông Tập và ông Joe bắt tay thật sự với nhau. Bởi vì sao? Nếu Tập mà Joe bắt tay thật sự thì Tàu Cộng sẽ nuốt trọn Biển Đông, nuốt trọn Đài Loan, quốc gia Nhật Bản và đến Việt Nam, Philippines, không còn ai có thể dám lên tiếng. Và chúng ta có thể mất hoàn toàn chủ quyền của đất nước. Hiện bây giờ chúng ta có đất nước Việt Nam, chúng ta nghe nói chữ Việt Nam đó, có lãnh đạo Việt Nam đó, mà ông Vương Nghị có thể đến Việt Nam mà ra lệnh cho Việt Nam là đừng xen vào chuyện thị phi ở tại Biển Đông. Huống chi một ngày nào đó Hoa Kỳ không còn có tiếng nói, thì Việt Nam còn có chỗ đứng hay không? Nhưng đối với ông Tập, ông nói rằng Hoa Kỳ và Tàu Cộng mà có xung đột là khổ cho đất, cho trái đất này không? Khổ cho nhân loại không? Đó là tốt cho nhân loại. Đó là tốt cho nhân loại. Còn đối với Nguyên, khi Hoa Kỳ mà bắt tay với Tàu mới khổ cho nhân loại, đặc biệt là khối Á Châu chúng ta. Thì các cô chú anh chị em, những cái người khuôn mặt như thế này, những cái khuôn mặt này, họ bây giờ, đặc biệt là ông Joe Biden, ông ta không bao giờ dám đối đầu với ông Tập được đâu. Cái câu chuyện là Joe với Tập là cái câu chuyện bạn bè mà. Bầu cử của ông Joe được bước vào Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay cũng là một nhờ cái công sức của ông Tập. Đây là một cái câu chuyện Nguyên nghĩ ai cũng biết, mà người Tàu ai cũng muốn đó. Tại vì Tàu không thích Tổng thống Donald Trump. Họ phải dùng tất cả những thủ đoạn làm sao cho Tổng thống Donald Trump phải rời khỏi Tòa Bạch Ốc. Bởi vì ngày nào còn Tổng thống Donald Trump ở trong Tòa Bạch Ốc là ngày đó họ sẽ mệt mỏi với Tổng thống. Nên lý do đó mà ông Joe ngày hôm nay là Joe Biden đã được trở thành Tổng thống Hoa Kỳ là đã nhờ ông Tập. Thì làm sao ông Joe dám? Làm sao ông Joe dám, của chú anh chị em? Nên lý do đó cái chuyện nó khá là đơn giản, dễ hiểu. Nguyên dùng những từ dễ hiểu nhất. Nên là có nhiều người vẫn còn tin tưởng Joe Biden. Chuyện đó là nằm mơ ban ngày. Nguyên đưa những bản tin sôi động như thế này cho cô chú anh chị em thấy rõ được trong một cái bối cảnh và cái tình hình đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam ngày hôm nay đang nằm ở trong một cái, có thể nói là Nguyên hay hồi trưa Nguyên có chiêu trò và Nguyên chọc cười đó, ngã ba đường tình. Một bên là Hoa Kỳ, một bên là Tàu Cộng, một bên là Nhật Bản. Hiện bây giờ những nguyên thủ quốc gia hàng đầu ghé thăm Việt Nam rất là nhiều. Đầu tiên là ông Lloyd Austin, có cô chú anh chị em. Rồi tới bà Phó Tổng thống. Rồi ông Vương Nghị. Rồi bây giờ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nhật Bản. Bởi vì sao? Tất cả chúng ta nói lên về cái chủ quyền Biển Đông. Chủ quyền Biển Đông ngày hôm nay người ta cần lên tiếng nói. Nhưng trong thời gian vừa qua Nguyên ít đưa tin ở Biển Đông. Biển Đông bây giờ sôi động lắm. Nhưng tại sao Nguyên đích đưa tin về Biển Đông? Khi cái kênh này là cái kênh đặc biệt tin về Biển Đông. Bởi vì giặc Trường Sa, Hoàng Sa là chúng ta đang bị Tàu Cộng, nó đang có thể là tịch thu rồi. Nó tịch thu rồi, nó cho là của nó rồi. Chủ quyền Biển Đông nó cũng cho là của nó rồi. Nhưng mà chúng ta có một cái điều là cúm Tàu. Giặc ngoài Nguyên không sợ lắm. Nguyên nói thật chỉ cô chú, Nguyên sợ là người Việt hại người Việt kìa. Sợ cái chánh quyền hại dân kìa. Chánh quyền hại dân kìa. Sợ người Việt, kẻ địch, chúng ta đã biết kẻ địch. Thì chúng ta giữ khoảng cách, chúng ta bảo vệ, chúng ta phòng ngờ. Nhưng chúng ta không thể phòng ngờ người nhà được. Chúng ta không biết. Nên tại sao Nguyên nói là cái vấn đề của vaccine hay vấn đề của lương thực, y tế và vấn đề khác nó quan trọng. Bởi vì giặc chưa xâm lấn, nếu dân chúng ta chết hết vì bịch bệnh thì sao? Các quý vị có nghĩ rằng Tàu Cộng nó thích dân Việt Nam chúng ta chăng? Nó thương dân Việt Nam chúng ta chăng? Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời giặc Tàu mà nó thương dân mình. Thì các cô chú anh chị em, nó có thương dân. Vậy tại sao nó có viện trợ vaccine một cách nhiều như thế? Tổng cộng vaccine của Tàu Cộng 5 triệu liều vaccine qua công ty ở Tàu, tập đoàn ở tại Việt Nam mua mà tặng cho chánh quyền Sài Gòn, cộng thêm 5.200 liều vaccine của Tàu Cộng viện trợ. Vaccine của Tàu Cộng không 10.200.
Mà chưa xong, phía bên Việt Nam đang ký giấy một cái văn bản duyệt cho một loại vaccine mới của Tàu Cộng vào thị trường của Việt Nam nữa. Mà khi lúc đó Việt Nam không có thiếu vaccine, cho Nguyên nói một câu khẳng định, Việt Nam không có thiếu vaccine, cũng không thiếu tiền để mua vaccine. Và Nguyên vừa tâm tình với cô chú anh chị em, tổng cộng Việt Nam đã có 140 triệu liều vaccine từ đây đến cuối năm. Tổng cộng hết, mình tính là từ đầu mùa tới giờ là có 140 triệu liều. Mà chúng ta, dân số Việt Nam chỉ có 100 triệu. Chúng ta chích 2 mũi, có nghĩa là 140 là chúng ta có thể chích cho 70 triệu người. Mà 70 triệu người này, các quý vị cũng biết là chúng ta phải trừ hao ra con nít, đâu cần phải chích 1, 2 tuổi, 3, 4 tuổi chích làm gì. Đó, nên là chúng ta có thể chích thôi tất cả những người lớn, từ 16 tuổi trở lên, chúng ta có thể chích hết tất cả mọi người 2 mũi. Và chúng ta có thể không cần thiết sử dụng vaccine của Tàu. Đó là về nói vaccine cho cô chú anh chị em biết, không cần phải bận tâm lo. Người ta ép chúng ta chích vaccine ở Tàu, chúng tôi không đi chích. Nhất là các cái việc ở quê, làm việc ở nhà, không cần phải thiết. Chờ thế nào cũng có, đặc biệt là vào cuối tháng 9 đầu tháng 10, 31 triệu liều vaccine Pfizer sẽ đến. Các quý vị có thể đợi chờ và lựa chọn. Nên là cô chú anh chị em hãy nên vững tâm, không nên quá vội, từ tốn từ từ, chờ đợi là hạnh phúc. Thứ nhất là không cần phải gấp chích vaccine một cách điên cuồng, chưa chắc vaccine là tốt. Đó là một việc. Việc thứ hai mà Nguyên muốn nói là cái sự hành động vượt qua. Cách tiêm vaccine vô tội vạ kiểu này nè, và đem những vaccine mà chưa có được xác định của Tàu Cộng mà đem chích cho dân, có phải chăng là thí nghiệm dân? Diện tích đất nước Việt Nam chúng ta không lớn, dân số thì khá đông. Hay chăng là họ muốn giảm bớt dân số? Chích kiểu này có tai hại gì không? Không ai biết được. Không ai biết được. Và trong cái bối cảnh này nó đáng sợ mà cần những tiếng nói cũng giống như Nguyên. Bởi vì người trong nước không nói được. Tiếng nói người trong nước vừa cất tiếng lên là bị lêm lên phường 7 triệu gửi liền. Rồi phải lập biên bản, rồi phải xin lỗi vân vân và vân vân. Nên lý do đó mà cần những tiếng nói của người nước ngoài. Ngoài ra thì cô chú anh chị em cũng biết, hiện bây giờ Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bị người ta chỉ trích rất là nhiều. Người ở nước ngoài chỉ trích, người trong nước thì chửi mỗi ngày. Bởi vì sao? Bởi vì ép người ta ở cách ly, không cho người ta về quê, hứa hẹn với người ta là cung cấp lương thực, cung cấp tiền bạc, chờ mãi, chẳng có thấy đâu cả. Nên lý do đó mà người dân Việt Nam đã vô cùng tức giận. Và họ đã có thể nói là dùng những từ ngữ khó nghe. Nhiều nơi còn mở gào ra mà lên phường để mà đòi hỏi cái số tiền trợ cấp. Đặc biệt ở Sài Gòn, ở quận 8 vừa qua. Thì cô chú anh chị em cũng biết được. Nên là người dân người ta đang vô cùng bất mãn về cái ông Thủ tướng Phạm Minh Chính này. Và cái đặc biệt là hiện bây giờ Thủ tướng Phạm Minh Chính không cách nào giải quyết được cái số tiền trợ cấp cho dân cả. Nên Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có quyết định rằng sẽ cho người dân về quê để mà giãn cách xã hội. Bởi vì khi người dân về quê rồi thì họ sẽ không đói. Không đói thì họ sẽ không đòi tiền. Thì họ không cầu cứu, không cầu cứu, ít lên tiếng. Ít lên tiếng thì thế giới sẽ không biết. Có là chơi cái chiêu trò đó đó, là thế giới sẽ không biết. Có nghĩa là bây giờ là không thể nào cung cấp lương thực cho dân được, cũng không thể nào đưa tiền cho dân được. Nên là bây giờ cho dân tự sống, tự sinh, tự diệt. Về quê đi, vậy nó sẽ ít lên tiếng hơn, ít ồ ạt hơn, thì người ta sẽ không biết về vấn đề của đất nước Việt Nam. Nên là Thủ tướng Phạm Minh Chính đang xem xét về đưa người dân về quê. Nên là sắp sửa tới đây, ngày hôm nay thì có rất là nhiều người đã được về rồi. Thì rất là nhiều xe đã đưa người về quê. Sắp sửa đây sẽ có hàng loạt. Đặc biệt là họ cho là những người không có, có thể nói là có gia diện tích nhỏ, nhà nhỏ, không thể giãn cách xã hội ở tại Sài Gòn được, thì được về quê giãn cách xã hội. Mục đích thật sự của họ là gì? Là cô chú anh chị em, là giảm bớt đi cái sự kêu gọi và kêu rằng chính quyền phải trợ giúp. Bởi vì càng đông người đói thì càng đòi nhiều người phải đòi hỏi. Đó là biện pháp giải quyết của họ mà thôi. Mà khi lúc mà người ta muốn tự động về thì không cho người ta về. Bây giờ nhốt người ta lại, bây giờ bắt đầu sẽ ngược lại năn nỉ người ta về. Cô chú và anh chị em, bởi vì sợ sự lên tiếng, lên án báo chí, chứ không gì cả. Bởi vì càng ngày càng báo chí thế giới đang chú tâm. Thế giới đang viết bài về Việt Nam với cái sự tích cực.
mà tiếp tục viết bài kiểu này thì Việt Nam sẽ chết chắc. Vì sao? Khách du lịch sẽ ít đến. Khách du lịch sẽ ít đến. Mũi Né là đã phá sản gần hết rồi kìa. Nhiều nơi khác sẽ gớt vào trong trạng thái đó. Cái tình hình và cái bi kịch mà Nguyên tâm sự về cái nền kinh tế nó đang diễn ra hàng ngày. Nếu phải từ đầu Việt Nam cho người dân tự đi về quê thì chắc là nó không đến cái mức độ này. Về quê cách ly cũng sướng lắm cô chú anh chị em, làm cái nhà chòi ở ngoài đó là khỏe rồi, không bị gì cả đâu. Nhưng tiếc thay, càng đông đúc, càng nhốt vào một chỗ thì càng là ổ dịch. Sài Gòn quá dân đông số và cứ nhốt người ta trong những cái khu nhà nhỏ, những nhà trọ kia thì tất nhiên làm sao không lây lan được. Nên lý do đó mà cũng là một cái lý do khá là nhức nhối. Đợt này Thủ tướng Phạm Minh Chính phải lãnh đủ đạn. Lãnh không ít đâu nha. Đợt này lãnh không ít đâu cô chú và anh chị em. Mà cũng là một bài học vô cùng đáng giá. Vô cùng đáng giá cho Thủ tướng Việt Nam. Trong một cái bối cảnh như thế này. Thì các cô chú anh chị em, các bạn mến thương của Nguyên cũng đã thấy rõ được. Tới ngày hôm nay bắt đầu có nhiều người đã lên tiếng. Không phải chỉ là người Việt, giống như là Việt Kiều hay ở nước ngoài giống như Nguyên, mà cả luôn những người Tây Phương. Họ cũng đang đau xót cho người dân Việt Nam chúng ta. Họ đau xót cho cái hoàn cảnh người dân Việt Nam chúng ta đang phải sống dưới dịch bệnh và dưới sự lãnh đạo, có thể nói là tàn nhẫn của chánh quyền. Nên hiện bây giờ Việt Nam phải bắt đầu cải cách trở lại hoàn toàn lại hết. Và nguyên tại sao Nguyên nói là không thiếu tiền. Vừa qua thì ngày hôm qua đúng hơn, thì Thủ tướng Việt Nam đã kêu gọi lần được đề đợt 2 nha, là kêu gọi sự lòng yêu thương của người dân, người trong nước và ngoài nước gom tiền đóng góp để mua vaccine. Cái số tiền gom góp được lên tới 8.000 tỷ Việt Nam của chú anh chị em. Một con số tiền không nhỏ. 8.000 tỷ là một con số tiền không nhỏ của chú anh chị em. Nhưng cái con số tiền này thì ngược lại không phải để dành mua vaccine. Hiện bây giờ cái số tiền này nó nằm ở trong nhà băng của nhiều quốc, nhiều nơi, nhà băng lớn của nhiều nơi để lấy lời. Để lấy lời của chú anh chị em, để lấy lời 8.000 tỷ bỏ tiền vô nhà băng để lấy lời. Và theo cái dự định của y tế là sẽ quyết định không mua vaccine. Tại bởi sao không mua vaccine? Vì vaccine đã có đủ. Vaccine đã có đủ. Nguyên đã vừa nêu cho cô chú anh chị em tổng cộng hết là 140 triệu liều vaccine. Và bây giờ là xin tiền người dân, xin tiền doanh nghiệp, người trong nước và ngoài nước, công ty này công ty kia, tổng cộng cá nhân này cá nhân kia, tổng cộng lên 8.000 tỷ. Bây giờ để tiền nhà băng xài chơi vậy thôi. Và Bộ Y tế thì lại có một cái kiến nghị là để đầu tư về sáng tạo ra vaccine. Mà Nguyên hồi trưa Nguyên có phân tích rất là kỹ, Nguyên không muốn lặp lại. Nếu các cô chú anh chị em nào chưa có coi thì các quý vị vào trong cái kênh CND Trần Phất Việt, các quý vị sẽ coi được cái bài phân tích của Nguyên về tại sao Nguyên không đồng ý đi tìm hiểu chế tạo vaccine để làm gì. Chắc là các quý vị sẽ thấy ngạc nhiên, nhưng mà nếu các quý vị vào nghe Nguyên phân tích thì các quý vị sẽ thấy không ngạc nhiên gì cả. Không ngạc nhiên gì cả. Nên là hiện bây giờ Việt Nam có dư tiền. Nguyên phải nói là dư tiền, chứ không có thiếu tiền. Vaccine không thiếu, tiền cũng không thiếu. Tiền để nhà băng hiện bây giờ nằm nhà băng chơi vậy thôi. Nguyên không biết là những người cho tiền đợt này họ cảm giác như thế nào. Họ có tức giận hay không? Họ thấy cảm giác là họ cho thì tất nhiên họ không suy nghĩ rồi. Mà khi người ta gõ cửa nhà mình, người ta xin là tôi đói quá rồi, tôi thiếu thuốc, cho tôi xin chút tiền để tôi mua thuốc uống. Xong mình cho tiền người ta dùng tiền đó, người ta bỏ vô nhà băng. Rồi người ta lấy lãi, người ta lấy lời, người ta nhịp đùi, người ta sống sướng như tiên. Thì chắc quý vị như thế nào? Cái cảm giác của các vị bị người ta lường gạt như thế, Nguyên không biết các cô chú anh chị em suy nghĩ ra sao. Các quý vị suy nghĩ ra sao? Có cái gì thì các vị nhớ comment trong diễn đàn của Nguyên cho Nguyên biết nha. Và đây là cái chương trình của ngày hôm nay, khá là hấp dẫn đúng không? Nhiều bản tin quá, nhiều bản tin, nhiều những ông khuôn mặt lớn, Joe Biden, Tập Cận Bình, Vương Nghị, rồi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, rồi Thủ tướng Việt Nam, những tên có thể là khuôn mặt là mặt to mặt lớn không à, những người có thể là có danh có tiếng không của chú anh chị em, đã lên những tờ báo hàng đầu của những ngày hôm nay không? Đặc biệt là những tin xấu không? Những tin xấu không? Những tin vui là chỉ là vaccine đã có nhiều, bão đã giảm bớt xuống. Nên các quý vị cứ bận tâm đi, khỏi bận tâm về vaccine nữa. Vaccine đã có đầy đủ cho mọi người. Và bão cũng đã giảm bớt xuống, cũng là cái điều may mắn rồi.
Và Trung Nguyên cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn đã lắng nghe hết đoạn cuối video này. Và Trung Nguyên quay lại một lần nữa cho các quý vị ngắm lại một cái phong cảnh tuyệt đẹp của căn nhà cổ của đất nước Đan Mạch mà đứng sau lưng cái bắc rào của Nguyên. Và tất nhiên là Nguyên đang ở nắng, nhiều lúc nó nắng, nó mát, nó nắng mát thì có thể là ánh sáng nó không được đẹp cho lắm. Nhưng mà không sao đâu cô chú anh chị em. Quan trọng là các quý vị nghe được cái âm thanh và nghe cái âm của Nguyên chia sẻ. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn đã yêu mến chương trình. Và các quý vị đừng có quên bấm cho Nguyên cái ngón tay cái. Tại vì bấm cho Nguyên cái ngón tay cái để chương trình chúng ta vượt qua được cái sự thuật toán. Và cho Nguyên có báo cáo một tin buồn. Vừa qua thì nghe một cái nguồn tin là phía bên chánh quyền của Việt Nam đang khiếu nại. Và họ sẽ cấm khoảng mười mấy kênh YouTube sẽ không được chiếu ở tại đất nước Việt Nam. Có nghĩa là người Việt Nam sẽ không được coi được. Nguyên không biết là mười mấy kênh trong đó là có kênh nào, có kênh của Nguyên hay không. Nếu cô chú anh chị em nào muốn tiếp tục coi thì các quý vị làm một sự việc khá là đơn giản, là các cô chú anh chị em ở trong máy telephone của các quý vị nó có một cái nơi nó kêu là định vị mình đang ở đâu, mình là người ở quốc tịch nào, mình định vị đây. Các quý vị chỉ cần đổi cái nơi mình ở mà thôi. Các quý vị chỉ cần đổi cái nơi để bữa nào Nguyên sẽ chỉ dẫn một cách tỉ mỉ hơn để cho cô chú anh chị em có thể biết cách làm sao đổi là cái định vị mà các quý vị vẫn có thể coi được. Cô chú anh chị em, bởi vì thí dụ là mình ở đất nước này nhưng mà chúng ta đổi cái định vị, chúng ta nói là chúng ta ở một quốc gia khác, thí dụ chúng ta đổi chúng ta thành ở Đan Mạch, thì các quý vị vẫn coi được. Mà vậy thì nhiều khi nó là tốt hơn, bởi vì các quý vị đổi định vị thì các quý vị người ta điều tra các quý vị, người ta không biết các quý vị ở đâu, thì nó cũng là một biện pháp khá tốt để cho các quý vị khỏi phải bị phiền phức vì chánh quyền của Việt Nam nhiều khi. Và Trung Nguyên cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn đã lắng nghe. Và Trung Nguyên tạm biệt ở đây nha. Không em, từ trong những xôn xao chung quanh, từ trong những mê say quay nhanh, có những thì thầm đang nhắc em, ngọt ngào như tiếng mẹ đưa, rạt rào như những cơn mưa. Nghe không em, dòng máu nóng xôn xao trong tim, lời tha thiết bao lâu như in, nay bỗng tìm về từ những mối lo, từ lâu em giấu quanh co, tự do em có ai cho? Hãy lắng nghe lời thế giới đang vang hôm nay, lời sông núi theo ta ngày ngày. Hãy lắng nghe để tim em cất tiếng, để lương tâm phán quyết, em sẽ thấy hướng mình đi. Hãy lắng nghe từng suy nghĩ em này tình anh, từng trang sách bao năm học hành. Hãy lắng nghe tìm ra đâu nỗi khó, vì sao ta có nó, em sẽ đấu tranh cho tự do.
nghe không em, lời ai oán đâu đây bi than, lời uất ai nơi dặm ngàn, dặm ngàn. Đời lặn lầy, chờ rủi may, đồng bào ta đó như em, nhục nhằn này ai đã gây nên? hãy lắng nghe lời thế giới đang vang hôm nay, lời sông núi theo ta ngày ngày. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, để tim em cất tiếng, để lương tâm phán quyết, em sẽ thấy hướng mình đi. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe từng suy nghĩ em này tình anh, từng trang sách bao năm học hành. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, vì khi em thấy rõ vì sao dân khốn khó, em sẽ đấu tranh cho tự do. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, vì ta biết em luôn hăng say và sẽ đứng lên cho một ngày. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, vì tôi tin sẽ có ngày quê hương sáng rõ, ta sẽ hát vang tự do. Hát vang tự do, ta sẽ hát vang tự do. Ta hãy đấu tranh cho tự do.